Hôm nay kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Ngày này được xem là ngày tôn vinh các y bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế. 68 năm trôi qua, Ngày Thầy Thuốc Việt Nam là dịp để mỗi người lắng lòng lại tưởng nhớ, tri ân với những nỗ lực của người thầy thuốc đã dốc hết lòng, hết sức, kể cả tính mạng của mình để đổi lấy sức khỏe, niềm vui cho người bệnh. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Văn Trương. Dù đã hơn 80 tuổi, thế nhưng ông vẫn luôn tận tụy, hết lòng với công việc. Tính đến nay, cũng đã 30 năm phòng khám này đi vào hoạt động. Ngày nào cũng vậy, từ 7 giờ sáng, ông Trương đều tất bật đón tiếp những bệnh nhân đặc biệt. Phần lớn là những người công nhân nông dân, người ta nghèo, người ta lao động, người ta đau. Người ta không có điều kiện đi vào các chỗ khác, nó tốn kém. Phòng khám của ông 30 năm nay là khám bệnh không lấy tiền. Tất cả mọi trường hợp khám bệnh từ già, trẻ, trai, gái không lấy tiền của ai cả. Còn chữa bệnh thì ông chỉ lấy bằng 1/3, 1/4 của nơi khác. Tức là đủ duy trì, viện nước duy trì phòng khám thế thôi. Phòng khám chỉ rộng khoảng 50m² với nhiều máy móc đã có phần cũ kỹ theo thời gian, là nơi mà bác sĩ Trương làm việc trong những năm qua. Với kinh nghiệm hơn 60 năm công tác trong ngành y tế, ông tận dụng tối đa kiến thức để cứu người. Với những người lao động nghèo, họ gọi ông bằng cái tên thân thương, bác sĩ của người nghèo. Mỗi tháng, phòng khám của ông Trương đón tiếp khoảng 200 bệnh nhân tới khám chữa bệnh. Vất vả, luôn chân luôn tay mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ ông có ý định ngơi nghỉ. Bởi ông coi niềm vui tuổi già là khi thấy bệnh nhân khỏi bệnh, khỏe mạnh trở lại. Ông nhiệt tình, ông tốt bụng ạ. Ngoài những cái phục hồi đó, ông còn dạy những bài tập về nhà tự tập nữa. Sau đó ông còn động viên em, tại vì thời điểm kiểu em sinh cháu đầu thì kiểu rất nhớ con, chứ ông cũng động viên, ông bảo cố gắng tập rồi về nhanh với con các thứ nữa. Em chúc ông vẫn mãi khỏe mạnh như thế này ạ. Đối với ông bây giờ này, không phải là làm để tích tiền, mà là tích túc phúc, tích đức thì được. Đã là những người mà vào ngành y thì cái mục tiêu duy nhất là khám bệnh, chữa bệnh, cứu người, gạt bỏ tất cả mọi cái ham muốn khác, mà cái ham muốn duy nhất là cứu được nhiều người, chữa được nhiều bệnh. Khoác trên mình chiếc áo blue trắng, bác sĩ Nguyễn Văn Trương đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho ngành y. Ước mong lớn nhất lúc này của ông là có nhiều sức khỏe để tiếp tục chữa bệnh, cứu người. Đúng với câu nói, lương y như tử mẫu,